Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một con âm ly của hãng Antech có model là 710A. Đây là một con âm ly rất là hiếm trên thị trường. Những ai đã chơi được đến dòng này thì biết được chất âm của nó rất là hay luôn. Và âm ly này rất là đẹp và zin tuyệt đối. Và em sẽ quay tất cả các mặt để các bác biết được cái độ đẹp của nó. Rất là đẹp luôn đấy. Âm ly Antech 710A, điện 120V, 190W. Đây là dòng xuất âm tụ rất là hay luôn, ghép được nhiều loa. Và bây giờ em sẽ mở để quay được cái phần ruột của con âm ly để các bác xem. Và bây giờ em sẽ quay cái phần nội thất của nó. Sắt xi 7 màu luôn nha các bác nha, rất là đẹp luôn. Nguyên vụ. Nguyên vụ luôn. Con này trên thị trường rất là hiếm, ít người chơi. Có các phần bát xếp như các âm ly thông thường khác. Người ơi, người ơi, ngày đó xa rồi, nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau nhói tim một. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm tôi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Tình yêu đã phai như giấc sẽ thử cái phần đài cho các bác. Con này ở đây là sóng của em hơi kém, phải có cái anten nào cho nó sẽ bắt tốt hơn. Xôi này là ai đó hoạt động hoàn hảo. Có bắt được cái bìa dưới em, nó là dưới cái cột sóng, thành ra là phần đài bắt hơi kém nên phải cần có anten. Trời chiều đổ mưa.
Mọi chi tiết các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh, và các bác ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh giúp em. Và con Ami này em đang bán với cái giá 12 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ, em ship hàng toàn quốc. Và em xin chào quý vị và các bạn.